Xin chào cả nhà, xin chào các bạn, mình là Xuyên Trần. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếng Malaysia bài tiếp theo nha cả nhà. Có những bạn đã gửi tin nhắn cho mình nói là những bài học của mình tiếng nghe không rõ. Cả nhà hãy thông cảm cho mình vì mình đi quay trực tiếp ở ngoài, mình không có đeo tai nghe cho nên là tiếng rất là nhỏ. Nhưng cả nhà nhớ xem hết video cuối bài mình có nói rõ hơn và mình có ghi ra những từ rất là rõ, cho nên cả nhà nhớ xem hết bài giùm mình nhé. Và hôm nay mình làm một bài học chủ đề là đóng tiền điện, tiền nhà, tiền nước, vì có những bạn đã gửi yêu cầu cho mình. Mình ngưng lại bài học rau củ quả, bài sau mình sẽ dạy nha cả nhà. Hôm nay chủ đề là đóng tiền điện, tiền nhà, tiền nước và tiền mạng. Mời cả nhà, mời các bạn nhìn lên màn hình nào. Chúng ta bắt đầu học nha cả nhà. Bài 17. Chủ đề là trả tiền điện, trả tiền nước, trả tiền mạng, trả tiền nhà. Bayar duit karen, air, wifi, rumah. Bayar là trả nha cả nhà. Thường thường người ta dùng là trả chứ người ta không có nói là đi đóng tiền điện. Người ta gọi là trả, trả tiền điện hoặc là trả tiền nước. Cái từ bayar là cái từ trả. Bayar. Mình viết chữ aya này có chữ r đằng sau cho cả nhà dễ đọc hơn nhé. Bayar. Duit là tiền. Duit. Karen là điện. Karen thường thường người ta cũng hay gọi là electric, là tiếng Anh nha cả nhà. Electric cũng là điện, tại vì người ta thường thường người ta dùng hai từ current hoặc là electric. Đó, là điện. Air là nước. Air là nước. Wi-Fi là mạng. Wi-Fi. Internet cũng là mạng. Người ta cũng thường thường người ta cũng dùng hai từ tiếng Anh và tiếng Malaysia, Wi-Fi và Internet, nó cũng giống nhau. Internet là mạng. Rumah là nhà. Rumah. Nombor là số. Nombor. Account là tài khoản. Cái từ account thì mình đã học rồi nha cả nhà, tại vì mình dạy lại cho nhắc nhở cho cả nhà thôi chứ mình đã học rồi. Account. Account các bạn khó đọc thì e cả k eon này các bạn ghép lại kaon kaon là account. Và có cái chữ viết đỏ này nè, mình viết thêm cái từ bill á, là cái hóa đơn. Bill là hóa đơn. Bill là hóa đơn. Ở dưới này mình có ví dụ vài câu hỏi và câu trả lời cho các bạn dễ nhớ dễ biết hơn. Ví dụ các bạn đi tới những cái chỗ đóng tiền điện, tiền nước rồi đó, thường thường thì người ta hỏi cả nhà là awak nak bayar apa, là bạn muốn trả tiền gì, thì các bạn trả lời awak nak bayar apa, và cái này mình viết ti là trả lời nha cả nhà. Hết là hỏi, ti là trả lời. Saya nak bayar karen, là tôi muốn trả tiền điện. Nếu mà các bạn muốn trả cái tiền gì các bạn ghép vào đây nhé. Ví dụ như saya nak bayar wifi, các bạn ghép vào đây là tiền mạng. Hoặc là saya nak bayar internet, hoặc là saya nak bayar rumah,
Xây dựng là bây giờ ai các bạn có thể ghép ghép đằng sau vào nha cả nhà. Cái từ Karen này các bạn có thể ghép tất cả các bạn muốn bay ra những gì các bạn ghép vào đây. Sayonara baya Karen là tôi muốn trả tiền điện. Và người ta sẽ hỏi mình là awana bayar prapa bulan là bạn muốn trả mấy tháng. Awana bayar prapa bulan. Saya nak bayar 3 bulan là tôi muốn trả 3 tháng. Saya nak bayar 3 bulan. Những cái số thì mình đã học rồi, các bạn ghép vào trả mấy tháng thì các bạn ghép vào đây 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, các bạn ghép số vào đây nhé, mình đã học qua rồi. Và người ta sẽ hỏi awak ada bawa bil karen lama tak, là bạn có đem theo hóa đơn cũ không. Awak ada bawa bil karen lama tak. À, là người ta hỏi bạn có đem cái hóa đơn cũ theo không, thì các bạn trả lời là nếu mà các bạn có đem theo thì các bạn trả lời là saya ada bawa, là tôi có đem theo. Saya ada bawa là tôi có đem theo. Saya ada bawa là tôi có đem theo. Và tiếp tục, hoặc là bạn quên đem theo thì các bạn nói là saya lupa bawa, là tôi quên đem theo. Saya lupa bawa. Nếu mà bạn quên đem theo thì người ta sẽ hỏi bạn là awak ingat nombor account bil tak, là bạn có nhớ số tài khoản hóa đơn không? Tại vì mỗi cái hóa đơn là nó có cái số tài khoản khác nhau nha cả nhà. Awak ingat nombor account bil tak? Nếu mà các bạn quên thì các bạn nói là saya lupa, là tôi quên rồi. Saya lupa là. Cái từ là này là mình ghép cho nó suông câu nha cả nhà. Looper là quên. Là mình viết cho nó suông câu là tôi quên rồi. Cái từ là này mình ghép cho nó suông câu. Và nếu mà các bạn đã quên thì các bạn nói là Lain kali saya bawa, là lần sau tôi đem theo. Lain kali saya bawa. Cái từ lain này như thế này nha, mình viết dính liền là lain. Nó mình viết nghe cho nó dễ đọc là lain kali. Nhưng mà đọc chính xác là lain. Lain, lain, lain. Là lain, lain mình ghép lại nhưng mà mình dịch ra thế này cho các bạn dễ nói hơn, lain. Và mình sẽ hỏi người ta là berapa semua sekali yang perlu dibayar, là tất cả bao nhiêu tôi cần phải trả. Berapa semua sekali yang perlu dibayar, bayar. À, chính xác là như vậy. Berapa semua sekali yang perlu dibayar, bayar, perlu, peru, perlu, perlu. Cái từ perlu có chữ R đằng sau nhưng mà mình viết như thế này cho các bạn dễ đọc, perlu. Nhưng chính xác là per, per, perlu, perlu dibayar. Các bạn có thấy dễ học không cả nhà?
Nếu mà các bạn cảm thấy dễ học, dễ nhớ thì các bạn nhớ like cho mình và chia sẻ cho mình nhé. Ở dưới cái video ở bên tay phải có cái chuông đó cả nhà, cái chuông đăng ký, cả nhà nhớ bấm vô đó để có những bài học mới thì các bạn sẽ dễ nhận hơn. Cho nên cả nhà nhớ là bấm nút đăng ký và theo dõi bài học tiếp theo nha cả nhà. Đáng lẽ là bài học tiếp theo này là mình dạy cái bài học là những cái rau củ quả cho nó hết bài, nhưng mà có bạn đã yêu cầu mình dạy về đóng tiền nhà tiền điện vì bạn ấy là rất cần, cho nên là mình ngưng lại cái bài học rau củ quả, mình dạy cái bài này vào nha cả nhà, hãy thông cảm cho mình nha cả nhà. Và mình chúc cả nhà dễ học, dễ nhớ và mau biết nói nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi những bài học của mình. Cả nhà nhớ đón xem bài học tiếp theo nha cả nhà. Terima kasih banyak. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.